Xin chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta cùng đi vào bài 19, đó là bài bảng chia 6 trong bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Bài tập số 1, chúng ta cùng đi tính các cái phép toán nhân chia. Ta có ý A, có 3, trong ý A có 3 ý nhỏ. Ý thứ nhất là chúng ta có phép nhân 6 nhân 2 bằng 12. Đây là chúng ta sử dụng phép nhân 6. Các em lấy tích chia cho thừa số này bằng thừa số kia. Như vậy lấy 12 chia 6 thì bằng 2. Lấy tích chia thừa số này bằng thừa số kia. Vậy chúng ta có 12 chia 2 thì bằng 6. Tiếp theo ta có 6 nhân 7 bằng 42. Thừa số nhân thừa số bằng tích. Các bạn lấy tích chia thừa số này bằng thừa số kia. Vậy 42 chia cho 7 bằng 6. Lấy 42 chia cho 6 thì bằng 7. Mà lấy 42 chia cho 7 thì bằng 6. Tương tự, ta có 6 x 9 bằng 54. Các bạn lấy 54, các bạn chia 6 bằng 9. Mà lấy 54 chia cho 9 thì bằng 6. Tiếp theo, cô và các em chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 1B. Bài tập số 1B, 24g chia cho 6. Các bạn lấy phần số 24 chia cho 6 thì bằng 4. Phía trước đơn vị là gam thì phía sau đơn vị cũng là gam. Tiếp theo chúng ta có 60cm chia cho 6. Các bạn lấy phần số 60 chia cho 6 thì bằng 10. Phía trước đơn vị cm, phía sau đơn vị cũng là cm. Rồi 36 lít chia cho 6. Chúng ta có 36 chia cho 6 thì bằng 6. Phía trước đơn vị lít, phía sau đơn vị cũng là lít. Chuyển sang bài tập số 2. Những ai chia xong bài tập số 1, các bạn dừng lại làm cho xong bài tập số 1 nhé. Ở bài tập số 2, người ta cho các bạn một bảng. Trong bảng này chúng ta thấy có cái cột thương, có cái dòng thương này đang để trống. Vậy thương tức là chúng ta làm phép chia. Các em sẽ lấy số bị chia, các em chia cho số chia. Được kết quả bao nhiêu các bạn điền vào thương. Ví dụ như 12 chia 6 bằng 2. Tiếp theo chúng ta có 30 chia 6 thì bằng 5. 24 chia 3 thì bằng 8. 18 chia cho 6 bằng 3. 16 chia cho 4 bằng 4. Tiếp tục. 45 chia 5 bằng 9. 42 chia 6 bằng 7. 36 chia 6 bằng 6. Và 54 chia 6 bằng 9. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Những ai chưa xong, các em hãy dừng lại làm cho xong bài tập số 1, số 2. Bây giờ cô và các bạn chuyển bài tập số 3 như sau. Bài tập số 3 có 18 quả dâu tây chia đều cho 6 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quả dâu tây? Như vậy, bây giờ chúng ta có 18 quả, chúng ta chia đều cho 6 bạn. Thì các em sẽ có phép toán chia. Chúng ta sẽ có 18, các em chia cho 6. 18 chia cho 6 thì bằng 3.
Như vậy là mỗi bạn sẽ được là 3 quả dâu tây. Chuyển sang bài tập số 3B. Ta có bài tập số 3B như sau. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3A, các em hãy dừng lại làm xong bài tập 3A nhé. Câu chuyển bài tập số 3B. Vẫn là có 18 quả dâu tây. Chia cho mỗi bạn 6 quả. Số quả dâu tây đó chia đủ cho bao nhiêu bạn? Như vậy muốn biết chia đủ cho bao nhiêu bạn thì các em sẽ lấy tổng số quả dâu tây. Các em chia cho số quả dâu tây của một bạn, chia cho xem thử mỗi bạn được nhận bao nhiêu quả dâu tây thì chúng ta lấy số tổng số quả dâu tây này chia cho số quả dâu tây của một bạn để chúng ta sẽ ra được số bạn. Như vậy chúng ta có 18 chia cho 6 thì bằng 3. Như vậy là nếu mỗi bạn được 6 quả thì chúng ta sẽ chia đủ cho 3 bạn. Sang bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau. Anh Hưng nuôi 48 con chim bồ câu trong các chuồng. Mỗi chuồng có 6 con. Hỏi anh Hưng có bao nhiêu chuồng chim bồ câu? Vậy muốn biết là có bao nhiêu chuồng chim bồ câu thì chúng ta sẽ lấy tổng số con chim bồ câu, các em chia cho số chim bồ câu trong một chuồng thì chúng ta sẽ ra được số chuồng. Vậy ở đây các em sẽ có phép toán là chúng ta sẽ lấy 48 các em chia cho 6. 48 chia cho 6 thì bằng 8. Vậy anh Hưng sẽ có là 8 chuồng. Anh Hưng có số chuồng chim bồ câu là. Ta có bài tập số 4 như sau. Anh Hưng có số chuồng chim bồ câu là chúng ta sẽ lấy tổng số con chim bồ câu là 48 con. Các em chia cho số con chim bồ câu trong một chuồng, tức là chia cho 6. Vậy 48 chia cho 6 thì bằng 8. Như vậy là sẽ có 8 chuồng. Đáp số là 8 chuồng. Đáp số 8 chuồng. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 5. Những ai chưa xong bài tập số 4, các em hãy dừng lại làm xong bài tập số 4 nhé. Bài tập số 5 yêu cầu các bạn kể một tình huống sử dụng phép chia trong bảng chia 6. Cô lấy một ví dụ như sau. Ngoài cái tình huống mà cô nêu ở đây thì các bạn có rất là nhiều các cái tình huống khác nhá. Đấy, miễn là sao là các bạn sử dụng cái bảng chia trong bảng chia 6 là được. Cô có 18 bông hoa. Có 18 bông hoa. Cắm đều vào 6 lọ. Vậy mỗi lọ sẽ có là 3 bông hoa. Vậy chúng ta sẽ có phép chia là lấy 18 chia cho 6 thì bằng 3. Có 18 bông hoa. Bây giờ cắm đều vào 6 lọ.
thì mỗi lọ có 3 bông hoa. Mỗi lọ có 3 bông hoa. Và chúng ta sẽ có phép tính như sau. Ta có phép tính là lấy 18, các bạn chia cho 6 thì bằng 3. Như vậy, trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được bài 19 trong vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube, gõ từ khóa kênh Miễn Hạnh để xem thêm các video khác trên kênh cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.